trời. Cái điện thoại của mình. Cô, cô sao không vậy? What do you want to do? Mình có ý này. Ôi trời, đau chân quá đi. Cô à, cô cầm số tiền này, mau đi đến bệnh viện đi. Cô xin lỗi. Đau quá đi. Vậy thì, tiền này có được không vậy? Đưa đi. Thôi được rồi. Tạm biệt ha. Goodbye. Thẻ của ta nè. Gì mà khó tính quá vậy? Tôi sẽ quay lại. Mình sẽ ăn vạ cô ta. Nhà cô ấy ở đâu ta? À, đăng ký. Anna, anh nhớ em quá đi. Anh ấy đẹp trai quá. Ước gì anh ấy là của mình. Anh đi nha. Cô gái này bị sao vậy? Để coi nào. Selfie 7 tấm. Và gửi cho cô ta. Đau quá. Cô gì ơi? Ở yêu ra rồi chứ. Ôi không. Alex. Alex, các người đã làm cái gì đây? Tại sao anh lại như vậy hả? Anh là đồ khốn nạn. Anna. Anna ơi. Let me explain. Anna. Cô lại giả vờ ngất à? Cách rồi. Alo, anh nên giúp tôi một tay với. Làm cô ta đấy. Rồi. Anna, anh muốn gì? Anna, em xem đi. Cô ta gà anh đấy. Không phải như em nghĩ đâu. Lisa. Anna. Alex, em yêu anh nhiều lắm. Ok. Cút đi, đồ khốn. Anh à, anh đi nhớ bạn sớm nha. Em yêu à, cầm tạm cái này của anh đi. Thank you so much. Anh đi đây. Anh đi nha. Anh sẽ về sớm thôi. Alo, anh yêu à, anh sang đi. Oh cái my gì? God. Em yêu, anh đến với em ở đây. What? Mình vào nhà em nhé. Ôi trời đất ơi. Hình như cô ta cũng là người ném rác sang nhà mình. À, okay. Wow, trời ơi, đẹp vậy. Có ai vậy ta? Ok. Chút chút nữa thì bị phát hiện. Cửa này cũng được. Ôi giời, mệt quá, mệt quá đi. Quay lại được rồi. Ý em, ôi trời ơi, ai vậy ta? Anh trốn đi. Là kẻ nào không biết. Có gì đâu anh. Ý em ơi. Ai đứa đây? Kẻ nào vậy? Em không thể nào rồi. Phá đám bây giờ. Cái gì? Hỏi lục lại đi. Trời em, nhà em mấy bất ổn thế nhỉ? Không đã, má sai, đừng có ra ngoài. Từ từ. Lấy ra, quay đi bà đó. Đừng có ra ngoài mà. Please. Hey, Max, em có cái này nè. Cái gì? Ôi trời ơi. Em ơi, nó đùa tôi. Rồi, xem cái thẻ nào.
ơi. Thanks. Huh? Oh no. Hey. Anh về rồi sao? Chuyện gì vậy? Ê. Đi đâu vậy? Nhìn nè, muốn trao đổi không? Mau đến tìm đây. Cô, sao? Cô muốn gì? What? Trời, cái gì vậy? Max, anh có sao không? Sao mày dám hả? Tôi có cái này. Cái gì? Cái gì? Hai người, thật là quá đáng. Cút khỏi đây. Alo, em nghe. Alo, đây. Alo em à, anh chuẩn bị đón em đây. Chuẩn bị đi em nhá. Trời, mình muộn rồi. Phải băng trang điểm thôi. Tại sao đầu tóc, mắt mũi trông ghê quá vậy? Phải nhanh lên mới được. Ok, đã xong. Mình lại xinh đẹp rồi. Cái mùi gì vậy? Ôi trời ơi, nách mình có mùi. Trời ơi, không ổn rồi. Hết nước hoa rồi sao? Sắp tới nơi rồi. Đâu có đi. Trời ơi, cô bộ thương. Ôi trời ơi, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi trả lại tiền cho anh. Trời ơi, gì vậy? Cô đáng yêu quá đây. Em đáng yêu lắm đó. Cái gì vậy? Đội biến thái, không được động vào người tôi. Anh làm cái gì vậy? Kéo tay ơi. Nè, đứng lại. Kéo tay ơi. Chạy thôi. Đồ ấm em ơi. Hả? Anh gì ơi, làm ơn giúp tay giới cho tôi chú tạo một lát được không ạ? Cô đang làm cái gì vậy? Thật là mê quá đi. Gì vậy? Em à, anh cho em tiền tiêu này. Anh người này đâu có cầm đi. Hả? Cái gì? Không, không được, không được lại gần. Không. Anh tới rồi. Trời ơi, mấy người này bị làm sao vậy? Ôi không. Wait. Anh tặng em một rose nha. Không được. Hey baby. Buông tôi ra đi. Ơi là ơi ơi. Cứu tôi ơi. Cảnh sát ơi, kéo tôi dây. Ờ, hai cô kia, sàm sỡ người trước mắt này à? Em ơi. Trời ơi, mấy người này bị sao vậy? Đứng lại. Em không tác loạn được đâu, đứng lại. Trời ơi, mùi gì ghê quá vậy? Chạy thôi. Thật là xui xẻo quá đi. Anna. Alex. Anna. Té ơi. Alex, đợi em nhơi. Trời ơi. Mưa to quá. Ôi không, nguy hiểm quá. Gì vậy? Không cần cắm điện mà cũng có điện hả? Ôi trời, mình bị sao vậy? Người mình có điện sao? Làm gì trên đấy kìa? Ôi trời, chắc là ngáo rồi. Xúc bành đang lên mạng đây. Đang lên stress luôn. Ngại quá đi, ngại quá đi. Đừng chụp tôi nữa mà. Mình phải làm sao đây? Chúng tôi mới tìm được một cô gái có thể phát ra điện. Hả? Cái gì? Lên TV rồi nữa hả? Chết tiệt.
cũng vui. Người ta mất điện thì mình có điện. Ai vậy? Hello, xin chào. Làm ơn giúp nhà tớ đi. Nhà tớ mất điện rồi. Làm ơn giúp tụi này một tí đi được không? Để coi. Làm ơn đi mà. Làm ơn đi mà. Thôi đi, các cậu về đi. Giúp tớ đi. Anna, mau mở cửa đi. Anna. Kệ đi, không phải việc của mình. Trời ơi, tối quá, sợ quá. Có ma, có ma. Đói quá, mày có cái gì ăn không cơ? Ôi trời, thiếu hết thức ăn rồi. Tủ lạnh hỏng. Ai da, đau quá. Anh na, mình cầu xin cậu đó, giúp chúng mình với. Không có đâu. Điện giật đau quá. Nè, lại gần đây. Chạy mau. Chạy thôi, chạy thôi. Ha, đáng đời của ta. Không được. Cô chúng ta đi. Kệ cô ta. Đúng là chẳng là đứng tức sự gì. Ê, đừng bỏ lại mình mà. Trời ơi, mình hết lần lực đó rồi. Anna, đây là mẹ anh. Mẹ ơi, bọn con muốn làm đám cưới với nhau ạ. Mẹ đồng ý chứ? Cái gì? Cưới nhỏ này hả? Dạ, con chọn bác. Mẹ không đồng ý đâu. Hả? Sao lại không hả? Mẹ ơi, sao lại như thế hả? Đã nói không là không. Hả? Nhưng mà cô ấy có bầu rồi. Trời ơi. Dạ, đúng vậy, con đã mang bầu rồi. Cái thằng mất dạy này. Không thể chịu được. Alex. Em à, đừng lo nhá. Anna. Mà. Sửa đây. Mẹ vui. Con trai à, con mau uống đi. Vâng ạ. Anna, em uống đi. Không được. Đây là trước mẹ làm cho con cơ mà. Tại sao đưa cho nó uống? Rồi, con uống đây. Mẹ ra ngoài đi, con đang riêng tư. Em à. Alex, cái gì nữa đây? Loại cái gì ở đây? Alex à, ở ngoài kia có con chuột, mẹ sợ quá. Tối nay cho mẹ ngủ nhờ đây nha. Cái gì? Ok. Lúc đây. Hả? Ok mẹ. Hả? Mẹ vừa phải rồi chứ sao mẹ lại bắt cô nằm dưới đất thế hả? Con yêu hệ nó sao? Alex, đừng làm như vậy mà. Thôi được rồi, mẹ cứ nằm đây đi. Anna, mình nằm ở đây nhé. Con nhỏ Anna đâu rồi? What? Cái gì? Ơi. Con gái còn đưa. Mau dậy đi. Con gái còn đưa. Sao trên này có ông ngủ hả? Xin lỗi. Ok. Anna, đi ở đây với anh. Chưa chăm mẹ được ngày nào. Chăm con nhỏ đó như vậy ư? Anh đi làm đây, em ở nhà nha. Anh đi nha. Ngon thiệt đó. Mau dọn dẹp nhà cửa đi, không bị ngồi lì đó đâu. Nhanh lên, anh muốn cái gì nữa? Dạ, con đi làm ngay đây. Anh ra đâu? Mau giặt giũ quần áo đi. Come on. Rồi đây, bóp chân cho mẹ. Trời ơi, đau quá. Mày bóp hay là mày đấm hả? Alex, em đau bụng quá. Chào mẹ, con đi. Con đi đâu vậy? Anna, cô sắp sinh rồi. Con phải điên cho cô ấy. Alex, con đừng đi. Alex, đợi mẹ với. Anna, anh tới giờ này.
Alex, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi mà. Con không sao nữa rồi. Bắt lấy nè. Trời ơi. Ấy giời ơi, đúng so đúng sexy. Thắng rồi. Cái bóng này. Được rồi, để mình. Thế bóng không đỡ được. Nghe nè nè. Thế sao lại đập bóng được nè. Mình nhỏ con bày đặt. Thật là buồn quá đi. Wow, nhiều quá vậy. Trời ơi. Xinh quá. Cái này skinny is so beautiful. Cổ không ta. Con ngực nhỏ, chỉ hợp cái này thôi. Tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ? Đè 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 đè. Ai mà bóng đè. Mình có ý này. Cho bóng vào là xong, chứ có gì đâu. Gì? Hả? Kia là Anna đúng không? Trời ơi, Anna không phải thùng khác đấy giờ. Ê, mới mua áo mới à? Anna, chơi bóng với tụi này đi. Cái gì? Có gì đó không đúng. Trời. Hóa ra là hàng fake à? Đúng rồi, ông fake rồi. Không thể nào mà chấp nhận được. Đấy, lần xả cũng là số 1. Mình phải làm sao đây? Hay là... Sao cơ? Tôi muốn làm cái ngực này. Có được không vậy? Ok. Tiền đây. Rồi, cô vào đây. A few moments later. Trời ơi, đẹp quá, tôi cũng muốn. Đi ra má nào. Má nào chưa mở đẹp nữa. Đi ra mốt nữa. Ôi trời ơi, em ơi, giao diện mới này. Ây, xinh thế nhỉ. Trời ơi. Trời ơi, cô làm gì vậy? Ai không. Cái tờ giấy, tôi không biết bay. Cái tờ giấy. Ôi, chúng tôi không biết rồi. Cái tờ giấy, cái tờ giấy. Thấy cũng có hiệu quả lắm chứ. Kéo qua lại đi. Mau tỉnh lại đi. Nào. Trời ơi. Anh sợ mà ăn lên nha. Okay. Không có gì. Trời đâu. Trời ơi Anna, cậu là số 1 đấy. Vậy? Em à, đừng bỏ anh đi mà. Làm ơn đi. Chào em, anh tới rồi đây. Tình yêu của tôi tới rồi. Buông ra rồi, chúng ta từ nay chia tay. Ai đi đường đấy. Em à. Đã niệm phong xong. Này, cô làm cái gì đây? Đây là nhà của tôi cơ mà. Cậu nhìn đi, đây là giấy nợ của cô ấy. Không còn nhà cửa gì nữa đâu. Trời ơi, thật đáng thương. Chào cô. Edward, hay là cậu sang chỗ mình ở đi. Ok, alright. Căn nhà đẹp quá. Đây là nhà của mình. Đây là chồng của cô ấy. Trời ước gì mình là chồng của cô ấy. Sao mà chồng của anh Edward. Lẹ này tớ cho mình. Như vậy có vui hơn không? Edward, cậu sao vậy? Anh nghĩ gì thế? Cô gái này làm sao cực kỳ đáng yêu luôn. Cô đang làm gì vậy nhỉ? Có cách rồi. Edward, Anna,
Tôi thấy cô ơi mệt, nên pha cho cô cốc sữa uống đi nhá. Cảm ơn. Thành công rồi, thằng này. Này, Dương ơi, mày là đứa nào? Sao mày view vào nhà tao? Đừng làm gì vào tao. Ây da, anh ơi, em Alice, anh làm gì vậy? Sao? Alice, anh không được động vào cậu ấy. Hắn định giở trò với em đấy, em mà không biết à? Sao lại còn bênh hắn? Thật vậy sao? Đâu có đâu. Tôi xin lỗi, lúc đấy tôi xem cái phim kia xong tôi tự nhiên tôi tưởng tôi là diễn viên ở trong phim. Đúng vậy, đúng vậy. Mày còn chối à? Anh à. Hả? Chẳng lẽ thì ra là như vậy, trong cốc sữa. Anna, từ đây em đừng có cái gì linh tinh lúc anh không có ở nhà đấy, biết chưa? Dạ. Xin chào, muốn nghe với cô ơi. Lấy cho tôi một chiếc. À, được, 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 có ngay, của cô đây. Đi đây. Ngon quá đi. Trời ơi, sao cô ấy lại cười thèm như vậy chứ? Lúc nào cũng bắt nạt mình hết. Wow, ê, đây. Max, tặng anh nè. Hả, em tặng cô sao? Cô, tôi không thích cô. Gửi thứ tình cho tôi cả. Cô đi. Hả? Oh no. Max, cô ta giống là cái thứ không có liêm sĩ. Trời ơi, đẹp quá. Wow. Không có ngực mà còn đòi mặt nữa. Quẹt chúng ta đi. Trời ơi. Phải thật ác thì mới có thể sống trong cái xã hội này được. Hả? Cô ta tránh được hả? Có người muốn gì? Cái gì vậy? Này cô làm cái gì vậy ạ? Nó đứng cả người tôi rồi. Đứng lại, đứng lại. Ôi trời ơi. Ôi này, em không sao chứ? Trời ơi, em dễ thương quá đi. Cảm ơn ha. Let's go to my place. Mình ngã rồi. Được, 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 được. Tặng em bó hoa này. Em làm gì vậy? Nè. Được. Chúng ta cùng cạn ly nào. Ôi, chóng mặt quá. Bây giờ hãy xử hắn, làm cho hắn một bài học. Được. Anh à, quay trở lại. Cô không được xối cô ấy làm như vậy. Anh à, trời ơi, là cô ta. Chạy thôi. Trời, cậu ấy đã từ chối mình. Cô ra khỏi nhà. Trời ơi, là cô ta. Chạy thôi. Sao mọi người lại sợ mình như vậy? Trời ơi, Alex đẹp trai quá. What is this? Hả? Alice, em ngại quá. Trời ơi, không thể nào. Tại sao Alice lại đi với con nhỏ đó chứ? Cô ta sẽ cảm thấy xấu hổ. Hả?
chào các em. Mùi gì vậy? Chúng em cũng không biết. Hôm nay chúng ta sẽ vào bài học mới. Bài học này sẽ rất khó, các em phải chú ý nghe được chưa? Sợ quá đi. Trời ơi, gì đó? Dạ, thưa cô, còn việc này có nằm trong bài học của chúng ta hôm nay không ạ? Hả? Em nói gì? Cái gì vậy? Ôi trời ơi, thối quá đây. Chạy thôi. Ôi cô, mình làm sao vậy? Trời ơi, ăn năn, em không thể vào trong lớp được nữa. Cô ơi, có gì đó hiểu lầm ở đây. Trời ơi, mau bắt cúp đi. Yo yo yo, hóa học thật vui, hóa học thật vui. Trời ơi, đi đứng cái kiểu gì vậy? Miệng nước của mình, mau trả lại cho mình, nhanh lên, mau mau trả lại cho mình. Miệng nước của mình. Đấy. Bây giờ thì toàn mùi thơm thôi. Mùi gì mà thơm quá nhở? Anna đã quay trở lại. Cái gì vậy? Thôi là cúp qua đi. Lisa đánh rơi cái gì kia? Sao mà cái lọ đó nhìn quen quá vậy? Trời ơi, cô ta đúng thiệt là. Này bạn, mình trả tiền cho bạn nè. Cảm ơn bạn. Ok. Oh, welcome, welcome. Sắm có người bụng thôi. Trời ơi, sao mộng thối quá vậy? Cứ cho cậu ấy uống một miếng là thối liền. Ok, lần này mình sẽ trả thù. Cảm ơn bạn nhiều.